Vâng, xin chào bạn. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ cái bí quyết để mà sút vào khung thành nó tương đối chính xác một chút. Tôi không nói là tuyệt đối nhá, tuyệt đối không có đâu. Nghĩa là khi các bạn sút bóng, khi di chuyển ấy, thì các bạn ngắm khung thành, các bạn sút. Nhưng nhiều bạn không sút được theo ý muốn. Thứ nhất là bóng bay bổng lên trên trời. Hai là bóng bay ra ngoài cầu môn phía bên phải hoặc bên trái, nghĩa là nó không chính xác. Thì bây giờ mình xin chia sẻ cái cách mà có thể là sút bóng nó tương đối chính xác một chút. Thì ở kia thì mình có đặt hai cái màu vàng đấy, là mình đặt nó song song với gôn, và cách gôn độ khoảng là 20 mét, 20 đến 21 mét, khoảng cách giữa hai cái màu vàng này, vâng, là nó khoảng độ khoảng 4 mét. Thì các bạn muốn sút trúng ấy, thì các bạn khi các bạn di chuyển ấy, đấy là tôi ví dụ thế thôi, thì các bạn phải di chuyển đến cái vị trí đấy, thì các bạn phải sút ở trong cái khoảng đấy. Bạn ước lượng là giữa hai cái màu vàng này, và bạn di chuyển thì bạn phải sút ở trong cái khoảng hai màu vàng đấy. Nếu mà các bạn sút trượt qua hai cái khoảng màu vàng đấy thì chắc chắn là quả bóng sẽ bay lệch. Còn nếu mà các bạn chưa ước lượng được cái khoảng cách cao thấp ấy, thì các bạn phải tập dần dần thôi. Cái đấy là do khéo của các bạn. Còn khi các bạn di chuyển nhanh ấy, thì tôi yêu cầu các bạn là phải sút thật chính xác quả bóng đã. Thứ hai là sút trong cái khoảng cách của hai cái màu vàng, sút trong cái khoảng cách đó. Chứ bạn nếu mà sút hướng chân ra phía bên ngoài chắc chắn là sẽ bị lệch. Yêu cầu là phải sút thật mạnh, chưa cần phải sút kỹ thuật đã. Các bạn sút thật mạnh, thật chính xác ở trong phạm vi này. Nghĩa là khi bóng đang ở vị trí như kia rồi, thì các bạn phải sút. Sút làm sao mà nó thẳng. Sút thẳng ở trong phạm vi hai cái màu vàng này, chứ bạn đừng sút chéo ra bên kia. Chéo bên kia rất dễ bị lệch. Các bạn cứ ngắm thẳng vào đã. Nghĩa là các bạn cứ sút thẳng song song với hai cái màu vàng đấy, thẳng tuột tới gôn. Còn chưa cần biết là nó vào bên trái hay bên phải. Thì khi các bạn quen được rồi ấy, thì các bạn sẽ dễ sút hơn là các bạn cứ ngắm nghía nghía cái xà ngang và ngắm nghía cái cột dọc. Rất là khó. Các bạn sút ở trong cái phạm vi, trong cái phạm vi mình sút. Và các bạn có thể điều chỉnh một chút thôi, lệch bên trái, lệch bên phải, thì nó sẽ dễ chính xác hơn là các bạn cứ nhìn vào cái góc chết kia, nhìn vào cái khung thành kia các bạn sút. Khó hơn. Tất nhiên là các bạn vẫn nhìn, nhưng khi sút ý, thì tôi nghĩ là các bạn mới tập thì nên sút trong cái phạm vi của cái màu vàng đó. Nghĩa là khi bóng mà đã di chuyển đến đây, thì các bạn phải sút thẳng ở trong cái phạm vi của cái màu vàng này, thẳng về gôn. Các bạn phải sút như thế. Các bạn đừng sút chéo đằng kia. Chéo đằng kia là lệch luôn. Các bạn sút trong hai cái khoảng màu vàng này. Vâng, lực bóng là hơi mạnh, nó sẽ bay ra ngoài, vâng. Đấy là cái cách mà tôi chia sẻ với các bạn.
Nghĩa là các bạn sút ở trong cái phạm vi cái màu vàng đấy, bạn không được sút ra phía ngoài, cố gắng làm sao mà sút thẳng càng tốt. Càng thẳng càng tốt thì nó đã chính xác về khung thành rồi đã. Chưa cần biết là nó bay vọt xà hay là như nào, các bạn phải sút vào khung thành đã. Chưa sút được vào khung thành thì đừng có nói là sút góc nọ góc kia. Các bạn phải tập như thế. Vâng, tôi sẽ để máy quay ra này để các bạn có thể hình dung ạ. Đấy, nghĩa là các bạn muốn sút chính xác vào khung thành ấy thì các bạn phải sút làm sao ở trong cái phạm vi khoảng cách giữa hai cái màu vàng này. Nghĩa là các bạn sút thẳng về gôn, các bạn đừng sút chéo ra bên kia. Các bạn ở đây là cái màu vàng của bên này cái, thì các bạn di chuyển đến đây, các bạn đưa chân làm sao thẳng hoặc xoáy, các bạn ước lượng làm sao vẫn ở trong cái phạm vi màu vàng này thẳng so với gôn kia. Vâng, tôi để như này cho các bạn dễ hình dung. Vâng, như này các bạn dễ hình dung hơn ạ. Nó khi mình di chuyển, chạy từ bên này sang, mình cố gắng làm sao sút ở trong hai cái phạm vi này, hai cái phạm vi này, và sút thẳng, sút để bóng thẳng nhá. Đừng sút xoáy làm gì cho nó khó đã. Các bạn cứ sút thẳng về gôn đã. Còn sút bổng hay không thì các bạn cũng phải tự lựa được. Bởi vì nếu mà sút thẳng nhưng mà bổng lên trời thì nó cũng khó. Thì các bạn, đấy là tôi muốn chia sẻ là các bạn muốn sút chính xác ấy, cái gôn này trông thế là 7m đúng không ạ? Là 7m. Thì các bạn di chuyển, các bạn cố gắng sút làm sao ở trong cái phạm vi đấy. Vâng, bóng của tôi lực rất mạnh và nó đã bay vọt xà. Vâng. Đấy các bạn, các bạn thấy tôi sút ạ, nghĩa là nó ở trong cái phạm vi đấy, đấy là nó sẽ không lệch nhiều lắm. Và dần thì các bạn nên điều chỉnh cái lực của chân cũng như là cái sút xoáy hay như nào, các bạn tự điều chỉnh. Đấy là cách các bạn có thể là sút tương đối chính xác nhất. Chứ các bạn mà cứ ngắm nghía cọc và ngắm nghía xà thì nó khó. Các bạn tập ấy thì các bạn nên tập là sút trong cái phạm vi cho phép. Vâng, như tôi là đang đặt ra là trong phạm vi như này. Các bạn cứ sút thoải mái lực chân, tầm độ khoảng 20-22m. Các bạn sút trong cái phạm vi hai cái đường dọc như này, tôi đã đặt như thế thì nó dễ hơn là các bạn ngắm nghía rồi là nhìn thủ môn đứng ở đâu. Không cần. Chúng ta nếu mà chúng ta mà di chuyển đến điểm, từ điểm bên này sang điểm bên này đúng không ạ, mà chúng ta sút thẳng được, chúng ta sút thẳng được, chúng ta sút thẳng dọc bên này
thì nó sẽ tương ứng với cái cột dọc, đúng không ạ? Nó sẽ tương ứng với cột dọc và thủ môn rất khó bắt. Ví dụ như thế, ví dụ tôi đang ở từ điểm A này, tôi chạy sang điểm B và tôi sút bóng thẳng chính xác vào cái phần bên kia, thủ môn không bao giờ bắt được, mà thậm chí cao vào góc chết nữa. Đấy là cái phạm vi cho phép của tôi sút. Vậy vì các bạn không cần phải nhìn thủ môn, không phải nhìn cột dọc hay nhìn gì cả, các bạn cứ sút thẳng ra thôi, chạy đến điểm, từ điểm A di chuyển đến điểm B và sút thẳng. Và tôi sẽ chạy từ bên này sang. Quả bóng vừa rồi thì nó lại lệch sang bên kia, nhưng mà vẫn ở trong phạm vi cho phép. Nó lại xoáy, trông thế thôi thủ môn cũng khó bắt được ấy. Tôi không sút thẳng được quả đấy, nhưng nó lại xoáy sang bên kia. Vâng, đấy là cái cách chia sẻ của tôi. Tôi không bao giờ là bảo các bạn phải ngắm nghía khung thành, ngắm nghía xà, ngắm nghía thủ môn nọ kia cả. Nó rất khó đấy ạ. Đấy là cách các bạn di chuyển nhá. Thì các bạn có thể sút thẳng hoặc có thể sút chéo sang góc bên kia. Vâng, sút chéo sang góc bên kia, sút chéo, nhưng vẫn trong phạm vi, vẫn trong phạm vi mình cho phép, thủ môn sẽ khó bắt. Bây giờ tôi sẽ di chuyển lại một lần nữa nhá. Tôi sẽ cố sút thẳng này. Lúc nãy là tôi sút lệch nhưng mà nó lại chéo, chéo nhưng mà vẫn trong phạm vi, vẫn ok. Bây giờ tôi sẽ cố sút thẳng này. Vâng, thẳng nhưng bóng của tôi lại lực mạnh quá, nó bay lên rời. Vâng, bay lên rời cũng là để mà khó kiểm soát ấy, là mình lại phải giảm lực chân của mình. Tầm như này thì tôi sút thoải mái lực chân, bởi vì là tầm như này là xa quá rồi. Tầm khoảng 24m đấy ạ, 23-24m. Còn nếu mà các bạn có thể sút xoáy được thì các bạn cũng nên tập sút xoáy trong cái phạm vi, trong cái phạm vi mà cho phép tôi đã đặt ra. YouTube nha. Đây là một cái bài tập khó nên là tôi chia sẻ rất nhiều. Không phải là tôi nói cái là tôi sút trúng được ngay đâu ạ. Bài tập sút khi di chuyển là một bài tập rất khó. Chúng ta chỉ
nên áp dụng tình huống sút bóng trong phạm vi cho phép, chứ không nên là sút khó quá. Khi các bạn sút trong phạm vi cho phép, dùng lực mạnh, sút chính xác hoặc xoáy thì vẫn tốt hơn là các bạn ngắm nghía khung thành, ngắm nghía thủ môn, ngắm nghía đội bạn xem nhảy cao nhảy thấp, và các bạn này phải uốn nắn đôi chân của bạn. Tôi, nếu tôi không biết đá hoặc là chưa có những cái chưa đạt được những cái kỹ thuật khó thì tôi nên sút trong phạm vi cho phép. Phạm vi của tôi đặt ra là hai cái hàng như này song song nhau, và mình sút trong cái khoảng cách như thế, không ai nói được tôi cả. Sút lực mạnh, trông thế thôi thủ môn rất khó bắt các bạn ạ. Các bạn cứ di chuyển thoải mái thì lúc đấy các bạn không phải nghĩ ngợi cả, cứ trong phạm vi là bạn sút. Vâng, lực của tôi vẫn mạnh và nó bay ra ngoài. Có lẽ tôi nên úp mu. Úp mu, hiện tại là tôi đang sút mỏng quá. Tôi sẽ sút nốt quả này thôi. Thì còn tập luyện như thế nào thì các bạn tự tập luyện nhá. Tôi chỉ xin chia sẻ vấn đề nhỏ thế thôi, nhưng mà nó rất là lớn đấy. Rất là khó, rất là khó. Rất là khó các bạn. Cái này thì phải tập rất nhiều. Phải tập rất nhiều. Và tôi nghĩ là nếu mà có người vào ấy thì mình lại có cái khoảng cách, hoặc là nó như là một cái tiêu điểm ấy để mình sút, thì nó sẽ dễ hơn là mình sút thẳng về gôn như này. Vâng, xin chào các bạn. Video này là tương đối dài rồi ạ.